Ô nhiễm tiếng ồn nguy hiểm cỡ nào? Tiếng xe cộ, máy bay, đồng nghiệp nói chuyện gần như là những thứ chúng ta phải đối mặt hàng ngày, đến mức ta coi nó là điều bình thường và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nhưng bạn có thắc mắc tại sao trong cuộc sống hiện đại, ngày càng nhiều người mất ngủ, giảm thính lực và mắc các bệnh về tâm lý? Bạn biết không, tiếng ồn lớn và liên tục không chỉ gây hại cho tai của bạn mà còn ảnh hưởng đến cả trái tim và não bộ đấy. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Không chỉ gây hại cho thính giác. Âm thanh từ tiếng chim hót nhẹ nhàng đến tiếng gầm rú của tàu hỏa là kết quả của sự rung động truyền qua không khí, đất hoặc nước dưới dạng sóng âm vô hình. Khi sóng âm này đi vào tai, chúng kích thích màng nhĩ, xương và tế bào lông trong tai, tạo ra tín hiệu điện mà não hiểu là âm thanh. Tuy nhiên, nếu âm thanh quá to hoặc xảy ra liên tục, nó có thể gây tổn thương lâu dài cho các bộ phận trong tai và cơ thể. Erica Walker, một nhà dịch tễ học từ Đại học Brown, giải thích rằng tiếp xúc với âm thanh lớn có thể phá hủy khả năng nghe và gây rối loạn giấc ngủ, dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe khác. Cô cũng nhấn mạnh rằng tâm trạng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn có thể kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy trong cơ thể, giống như cảm giác khi gặp nguy hiểm. Phản ứng này thường được kích hoạt khi bạn ở trong một con hẻm và nhìn thấy một con chó pitbull hung dữ. Khi đó, cơ thể bạn sẽ tự nói, hoặc tôi bỏ chạy, hoặc tôi phải chiến đấu với nó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ước tính có tới 22 triệu người Mỹ phải tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn tại nơi làm việc hàng năm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một số cộng đồng dễ bị ảnh hưởng hơn những cộng đồng khác. May mắn thay, các nhà khoa học đang nghiên cứu thêm về ảnh hưởng của âm thanh đối với sức khỏe con người và cách hạn chế những tác động này. Sức mạnh của tiếng ồn. Bạn có thể tự hỏi âm lượng nào được coi là quá lớn. Tại Hoa Kỳ, Viện An toàn và Sức khỏe Lao động Quốc gia NIOSH đã đặt ra quy định về mức độ tiếng ồn an toàn tại nơi làm việc. NIOSH khuyến nghị người lao động không nên tiếp xúc với tiếng ồn lớn hơn 85 decibel (dBA), tương đương với tiếng ồn từ máy cắt cỏ hoặc máy hút bụi trong thời gian dài hơn 8 giờ. Ở mức độ âm thanh này, bạn có thể cần phải nói to để người khác có thể nghe bạn từ khoảng cách 1 mét. Khi mức âm thanh tăng lên, thời gian tiếp xúc an toàn giảm xuống. Ví dụ âm thanh ở mức 100 dBA, như tiếng ồn từ công trường xây dựng, chỉ an toàn khi tiếp xúc trong vòng 15 phút mà không có bảo vệ tai. Với việc rời buổi hòa nhạc với đôi tai ù ù hoặc bị bất ngờ trước một tiếng động lớn là một chuyện, nhưng điều đó thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào? Erica Walker từ Doc Brown cho biết phản ứng căng thẳng với tiếng ồn có thể khiến bạn thở nhanh và tăng nhịp tim. Lúc này cơ thể sẽ giải phóng hormone căng thẳng. Điều này nếu xảy ra thường xuyên có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng về lâu dài. Walker nhấn mạnh rằng tiếp xúc với tiếng ồn mãn tính có thể dẫn đến các vấn đề tim mạch như tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim. Theo một ước tính, việc tiếp xúc với tiếng ồn mãn tính dẫn đến 48.000 trường hợp mắc bệnh tim mới ở châu Âu mỗi năm, ảnh hưởng đến số lượng cũng như chất lượng giấc ngủ của 6,5 triệu người. Tiếng ồn có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim ngay cả khi bạn đang ngủ và thậm chí là làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2 hoặc ảnh hưởng đến cân nặng khi sinh của trẻ sơ sinh. Walker cũng giải thích rằng có khía cạnh tâm lý đối với tiếng ồn, đặc biệt khi mọi người cảm thấy mình không kiểm soát được nguồn của tiếng ồn. Điều này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe tâm thần như tăng cảm giác lo lắng và trầm cảm. Tầm quan trọng của giấc ngủ. Giấc ngủ không chỉ là nhu cầu cơ bản của cơ thể mà còn quan trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ. Nếu bạn thử bỏ ngủ một ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự khó chịu rõ rệt. Chandra Jackson, nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia khẳng định rằng giấc ngủ sâu và đủ giúp cải thiện khả năng học tập, trí nhớ, tăng trưởng tế bào và quá trình phục hồi cơ thể. Jackson cũng chỉ ra rằng trong lúc ngủ, cơ thể chúng ta loại bỏ độc tố khỏi não và tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngược lại, nếu giấc ngủ bị gián đoạn, điều này có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực như rối loạn chức năng mạch máu và thay đổi quá trình chuyển hóa glucose, cũng như làm rối loạn cảm giác thèm ăn. Một điều thú vị là khả năng của tiếng ồn trong việc cản trở giấc ngủ có thể đã giúp con người duy trì sự an toàn trong suốt quá trình tiến hóa. Khi chúng ta ngủ, tai vẫn luôn lắng nghe để phát hiện mọi mối đe dọa tiềm ẩn. Jackson giải thích rằng tiếng ồn vào ban đêm có thể phá vỡ cấu trúc giấc ngủ, dẫn đến việc tỉnh giấc
khó ngủ và chuyển sang giấc ngủ nhẹ ít phục hồi hơn. Giấc ngủ bị gián đoạn một cách mãn tính có thể dẫn đến nhiều hậu quả sức khỏe tiêu cực, bao gồm béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và chức năng nhận thức kém. Tiếng ồn không cần quá lớn mới gây ra vấn đề. Jackson nói rằng âm thanh thấp từ 30 đến 40 decibel đã đủ để làm một người trằn trọc, quay người hoặc thức giấc. Những âm thanh ở mức độ này chỉ có tác động nhẹ nhàng đến sức khỏe. Tuy nhiên, tiếng ồn từ 40 cho đến 50 decibel trở lên vào ban đêm có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đối với sức khỏe. Yếu tố con người. Một điểm đặc biệt thú vị về ô nhiễm tiếng ồn là nó thường phụ thuộc vào quan điểm cá nhân. Erica Walker, người làm việc với cộng đồng để đánh giá và giảm thiểu tiếng ồn, giải thích rằng mỗi người có cách nhận thức về âm thanh và tiếng ồn khác nhau. Điều này phụ thuộc vào trải nghiệm cá nhân, văn hóa và nhiều yếu tố khác. Chính vì mỗi người đều độc đáo nên cách họ xử lý âm thanh cũng khác nhau. Theo Walker, điều gì là yên bình đối với một người có thể lại là hỗn loạn đối với người khác. Các nhà khoa học cũng nhận ra rằng một số cộng đồng đang chịu đựng tiếng ồn nhiều hơn và thường xuyên hơn so với những cộng đồng khác. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2017 chỉ ra rằng các khu vực thành thị có dân số không phải da trắng và có tình trạng kinh tế xã hội thấp hơn, thường phải đối mặt với mức độ tiếng ồn cao hơn cả ban ngày lẫn ban đêm. Điều bất ngờ là những khu vực ồn ào không hẳn chỉ nằm ở thành thị. Walker chia sẻ rằng cô đã làm việc nhiều ở vùng nông thôn và nhận thấy rằng chúng cũng có thể rất ồn ào, thậm chí là ồn hơn so với khu vực đô thị, nhưng vì những lý do khác nhau. Một ví dụ điển hình là sự phát triển của cơ sở hạ tầng và giao thông cần thiết cho dịch vụ giao nhận hàng qua đêm. Những kho bãi này thường nằm ở các khu vực ngoại ô hoặc nông thôn. Các nhà máy hoạt động 24/7 này ảnh hưởng rất lớn đến sự yên bình và tĩnh lặng của các khu vực hẻo lánh này. Bảo vệ bạn khỏi ô nhiễm tiếng ồn. Đối phó với ô nhiễm tiếng ồn có thể bắt đầu từ những giải pháp đơn giản. Một phương pháp hiệu quả là sử dụng nút tai. Chúng giúp giảm tác động của tiếng ồn lớn bằng cách chặn sóng âm trước khi chúng tiếp xúc với tai trong. Một giải pháp khác là tai nghe khử tiếng ồn, vốn tạo ra sóng âm thanh đặc biệt để loại bỏ tiếng ồn xung quanh. Erica Walker giải thích rằng những thiết bị này không chỉ giảm tiếng ồn mà còn giúp mọi người cảm thấy kiểm soát được môi trường xung quanh mình. Tuy nhiên, Walker cảnh báo rằng việc nghe nhạc quá lớn qua tai nghe cũng có thể gây hại cho tai. Cô đã chứng kiến nhiều trường hợp trẻ em gặp phải chứng ù tai, một tình trạng thường gặp ở những người làm việc lâu năm trong môi trường ồn ào như nhà máy hay quân đội. Cô nói, chứng ù tai là tình trạng bạn gặp phải sau 20 năm làm việc tại nhà máy hoặc 15 năm trong quân đội. Và những đứa trẻ này chỉ mới 10 tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,1 tỷ thanh niên đang đối mặt với nguy cơ mất thính lực do tiếp xúc với tiếng ồn mãn tính, bao gồm tiếng ồn từ thiết bị âm thanh cá nhân. Để giữ cho tiếng ồn không làm hỏng giấc ngủ của bạn, nhiều nghiên cứu khuyến nghị sử dụng tiếng ồn trắng suốt đêm để che đi những âm thanh khác. Các chuyên gia cũng đề xuất thêm các biện pháp cách âm cho phòng ngủ như trang trí tường bằng vật liệu mềm, sử dụng gạch cách âm hoặc cửa phòng ngủ dày hơn. Chandra Jackson nhấn mạnh rằng, cách tốt nhất để chống lại ô nhiễm tiếng ồn là tấn công trực tiếp vào nguồn gốc của nó. Nhưng việc này thường không dễ khi bạn đối mặt với tiếng ồn từ đường sắt, sân bay, đường cao tốc và các trung tâm nông nghiệp, công nghiệp. Walker chỉ trích rằng quy hoạch đô thị không hiệu quả đã gây ra nhiều vấn đề về tiếng ồn và cần có sự thay đổi trong tương lai để giảm thiểu tác động này. Walker nói, tình trạng ồn ào trong các thành phố của chúng ta xuất phát từ quy hoạch đô thị không bền vững. Chúng ta cần phải thay đổi những điều này để bảo vệ những thế hệ tương lai. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!